Phúc là một kỹ sư lớn ở bên Đài Loan, biết hoàn cảnh của anh, cho nên là chấp nhận giúp đỡ gia đình của anh. Với một điều kiện là anh phải gả bé Hạnh cho A Phúc. Anh với bé Hạnh có đồng ý không? Đồng ý chứ. Đương nhiên là đồng ý rồi. Ý con sao Hạnh? Nếu tía con chịu thì con chịu. Đó, thấy chưa, con gái tôi nó dễ lắm, nó chịu là tôi chịu hả? Bé Hạnh ok. Ok. Lúa sẻn. Đây là số tiền của A Phúc, đưa trước cho anh để xoay sở một số việc. Rồi bữa sau á, A Phúc sẽ đưa thêm để lo cái vụ đám cưới cho hai đứa nhỏ. Cảm ơn anh. Trời ơi, sao anh kêu bằng anh? Kêu bằng con rể đi. Con dễ. A Phúc nói á, là ở bên Đài Loan á, có rất nhiều dự án lớn, không thể nào bỏ lỡ được. Cho nên A Phúc á, muốn làm đám cưới sớm. Sao lẹ quá vậy? Tụi nó chưa có thời gian để mà tìm hiểu mà. Trời ơi, anh lo cái gì chuyện đó. Hai đứa lấy nhau rồi á, nó về tìm hiểu mấy hồi. Nhưng mà có gấp quá không? Có gấp gì đâu. A Phúc á, ở bên Đài Loan có rất nhiều dự án, không thể nào mà chờ đợi và tìm hiểu được. Giờ ý hai cha con như thế nào? Có chịu không? Đồng ý hả con? Đồng ý hả? Chịu. Tôi chịu. Sao? Ý con sao Hạnh? Chỉ cần tí con chịu là được. Con chịu hết đó. Đó, nó chịu rồi đó. Nó chịu rồi đó. Ok. Ok. Hảo. Hảo. Thấy chưa? Đừng có như vậy được. Thôi, nếu như mà hai cha con chịu rồi đó thì thôi mình ăn đi ha, để thức ăn nó nguội hết nha. Ăn đi. Con dễ. Con rể đó, con rể. Vui con. Ăn đi Hạnh, ăn đi con. Trời ơi, cái gì vậy? Ăn đi. Này con, ăn bò đi con. Ăn cho nó bổ.